ngày 5 tháng 12 năm 2014, phi thuyền có người lái Orion của Mỹ lần đầu tiên bay thử mang theo một tấm ảnh phim có in lời thoại bay vòng quanh trái đất hai vòng, chính là câu này. I'm gonna have to science the shit out of this. Nó chính là The Martian, và đây là bộ phim mà Tofu để mọi người cùng trải nghiệm. Xem phim thôi nào. Mark là thành viên của đội thám hiểm sao hỏa, đột nhiên một ngày gặp phải gió bão. Anh ta bị một linh kiện bắn trúng, biến mất không dấu vết, mà phi thuyền cũng lung lay sắp đổ trong cơn gió mạnh. Không có thời gian tìm anh ta, nhưng những người khác nhất định phải đi. Mọi người đều cho rằng Mark đã chết, nhưng máu đông đặc nhanh chóng bịt kín vết thương trên bộ quần áo phụ trụ. Anh ta vẫn còn sống, nhưng anh ta muốn tiếp tục sống, không chỉ là dùng dập kim, khâu vết thương, đơn giản như vậy. Đừng thấy xung quanh toàn là sản phẩm công nghệ cao, nhưng ngay đến cả sự no ấm cơ bản nhất, nó cũng không có cách nào giải quyết được. Vấn đề đầu tiên, thức ăn để ăn trong căn cứ cũng tính toán đâu ra đấy. Nhiều nhất chỉ đủ ăn một năm, mà chuyến thám hiểm sao hỏa tiếp theo phải sau 4 năm nữa. Làm sao đây? Mark không muốn chết. Khi xông vào nhà vệ sinh, anh ta đột nhiên có chủ ý. Yên tâm, đương nhiên không phải là trực tiếp ăn. Anh ta nghĩ đến căn cứ vẫn còn một túi khoai tây sống. Anh ta có một suy nghĩ to gan, trồng khoai tây trên sao hỏa. Trồng trọt trên sao hỏa quan trọng nhất là gì? Tôi thừa nhận, có đánh chết tôi cũng không đoán ra. Là phân đầy dinh dưỡng, căn cứ có phòng vệ sinh chân không. Lúc trước, sản phẩm mà 6 người đội thám hiểm đào lỗ trong mười mấy ngày đều được bảo lưu hoàn hảo, không chút sức mẻ. Đất của sao hỏa không thích hợp để trồng trọt, tất cả đều dựa vào những túi phân gói trong chân không. Mark mới làm ra mô hình nhà kính để trồng rau ở sao hỏa. Như này vẫn chưa đủ, anh ta còn cần nước, một lượng nước lớn. Nhưng nước trong căn cứ chỉ miễn cưỡng đủ uống, làm sao có thể lấy ra túi đất được chứ? So với phân, cái này đơn giản hơn nhiều. Chất xúc tác phân giải nguyên liệu dư thừa, thậm chí cũng có thể lấy được khí hydro từ khí ammonia. Sản phẩm khi đốt khí hydro không phải là nước ư? Môn hóa cấp 2 rất đơn giản. Hóa ra Mark đã quên mất rằng hô hấp của bản thân sẽ ảnh hưởng đến nồng độ khí oxy khi cháy. Sau khi cải tiến một phen, trên vải nhựa cuối cùng cũng đã ngưng tụ những giọt nước, mà khoai tây cũng vừa khéo nảy mầm. Anh ta muốn tiếp tục sống, nhưng có người muốn anh ta chết. Một nhân viên quan trắc phát hiện, xe sao hỏa cố định ban đầu có chuyển động. Chủ nhiệm da đen xin điều động toàn bộ vệ binh, điều tra xem Mark còn sống hay không. Lãnh đạo từ chối, lý do rất đơn giản, ngộ nhỡ chỉ là gió thổi. Ông da đen không hề hết hy vọng, muốn liên lạc với đội thám hiểm, xác nhận xem xe sao hỏa rốt cuộc có cố định tốt hay không. Lãnh đạo lại một lần nữa từ chối, không thể nói cho họ Mark có khả năng còn sống. Thậm chí ông ta còn nói, But if my math is right, he's going to starve to death long before we can help. Vì sao ông ta lại không muốn biết Mark rốt cuộc còn sống hay đã chết như vậy? Bởi vì đối với ông ta mà nói, Mark sống còn phiền phức hơn cả chết. Ông da đen rất muốn cứu Mark, do đó chỉ có thể âm thầm mật báo cho truyền thông. Đây có lẽ chính là vụ tai tiếng lớn nhất thế kỷ. Truyền thông hỏi lãnh đạo, What does this say about the agency? Are you going to resign? No. Cả thế giới đều biết Mark vẫn còn sống, lãnh đạo cũng không thể không đồng ý. Dùng tên lửa phóng đồ ăn ra ngoài vũ trụ, cho anh ta đủ ăn trong vòng 4 năm. Lần này lãnh đạo sẽ không cản trở từ bên trong nữa. Sai rồi, ông ta lại muốn làm kẻ ác nữa, bởi vì ông ta nhất định phải dùng một tin tức lợi hại hơn để che đậy vụ bê bối không cứu người lúc trước. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói chế tạo tên lửa cần mất 6 tháng. Ông ta nói không được, 3 tháng. Nhân viên nghiên cứu khoa học cắn răng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bạn nhìn đi, lãnh đạo biết cách đùn đẩy trách nhiệm biết bao nhiêu. Mark dies if you don't. Một mình Mark bị ném lên sao hỏa, cũng may đã thu hoạch thành công khoai tây trên sao hỏa. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta có thể chịu đựng đến 4 năm sau, đội thám hiểm sao hỏa đến. Anh ta rất muốn sống tiếp, lần này là hiện thực muốn anh ta chết. Địa điểm đổ bộ lần sau của đội thám hiểm, cách anh ta 50 ngày hành trình nữa. Anh ta nhất định phải kiểm tra tính năng của xe sao hỏa trước. Không được, đến tối, nhiệt độ trong xe đột nhiên hạ xuống mức âm 16 độ. Không thể bị đóng băng mà chết. Mark nghĩ đến tàu Mars Pathfinder đầu tiên của nước Mỹ, được phóng lên không trung vào năm 1997, cách anh ta không hề xa. Quan trọng là máy phát nhiệt điện, chất đồng vị của nó vẫn chưa hỏng. Anh ta đào máy phát điện lên và ném nó vào trong khoang xe để làm nóng, không lạnh nữa. Hơn nữa, điều bất ngờ hơn là hệ thống truyền tin của Pathfinder vẫn có thể làm việc được. Cuối cùng có thể liên lạc với trái đất rồi, nhưng vấn đề là máy móc của năm 1997 chỉ có thể chụp ảnh tĩnh truyền về trái đất, đồng thời chỉ có thể tiếp nhận chỉ thị đơn giản. Nếu như không phải là không còn cách, kẻ ngốc mới trò chuyện như vậy. Họ để cho mỗi vòng máy ảnh xoay chuyển đến một góc đại diện cho một chữ cái, sau đó nói chuyện từng chữ cái một. 30 ngày, họ dùng phương pháp nguyên thủy đầy ắp cảm giác khoa học kỹ thuật này, nói chuyện suốt 30 ngày. Các kỹ sư trên trái đất chỉ đạo Mark thăng cấp hệ thống truyền tin. Lần đầu tiên anh ta thực hiện truyền tin thực tế đến trái đất, câu nói đầu tiên anh ta gửi về trái đất chính là Đồng đội của tôi vẫn khỏe chứ? Ông da đen nói với anh ta, lãnh đạo không cho đồng đội nói, Mark chửi bậy một câu.
Ông da đen vội vã nhắc nhở anh ta, cuộc trò chuyện của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, cậu chú ý một chút. Yeah. Lúc này, trên màn hình phát sóng trực tiếp toàn thế giới lại xuất hiện một đoạn mắng chửi tự xưng tên họ. Thật sảng khoái mà, lúc này anh ta đã trở thành điểm nóng tin tức. Lãnh đạo cũng phải phối hợp với truyền thông, bảo anh ta chụp một tấm ảnh dễ nhìn hơn chút. Mắt chụp rồi, kết quả lãnh đạo lại cử người đến phàn nàn, cái này của anh nhìn không rõ mặt. Lúc này, ông da đen cũng không kìm nén được nữa, trực tiếp châm biếm. Sau khi vấn đề ăn ở đi lại được giải quyết toàn bộ, nguy cơ lớn hơn lại đến. Lần này chí mạng nhất phải lều đã cầm cự hơn 4 tháng bị hỏng. Trong nháy mắt toàn bộ khoai tây và sinh vật trong đất trực tiếp bị đông chết, không có cách nào trồng lại được nữa. Mark đối mặt với vấn đề hết lương thực, chỗ vật tư còn lại cho dù mỗi bữa chỉ ăn một chút cũng chỉ đủ 600 ngày, mà đồ ăn tiếp tế lên vũ trụ nhanh nhất cũng phải 800 ngày nữa mới có thể đến được. Lãnh đạo nóng ruột, chuyện ông ta cứu người cũng đã đồn thổi ra ngoài, làm sao có thể cho phép thất bại được chứ? Các người chế tạo tên lửa nhanh hơn chút, chi bằng cứ dứt khoát không kiểm tra đo lường nữa, chế tạo xong rồi thì trực tiếp phóng luôn. Mà tên lửa vốn là sản phẩm ẩn chứa nhiều tai họa ngầm, nếu gấp rút làm. Quả nhiên, đồ ăn tiếp tế vũ trụ vừa bay lên bầu trời đã nổ tung. Làm sao đây? Căn bản không có thời gian chế tạo cái mới. Nếu như không cứu, Mark chắc chắn sẽ chết. Đúng vào lúc này, một sức mạnh to lớn xuất hiện. Trung Quốc nhìn thấy tin tức nóng hổi này, quyết định tạm dừng kế hoạch tìm kiếm của mình, cho họ mượn tên lửa, có sự giúp đỡ của chúng tôi. Một tên vô danh tiểu tốt nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu. Nếu đội thám hiểm không giảm tốc độ trở lại trái đất, mà là tăng tốc vòng quanh trái đất dưới tác dụng của lực hấp dẫn, rất nhanh có thể bay đến sao hỏa. Vậy thì chỉ cần mượn tên lửa của Trung Quốc, đưa một chút vật tư cho đội thám hiểm, thì đủ chống đỡ đến lúc họ đón được Mark về. Chủ ý hay, nhưng lãnh đạo không đồng ý, bởi vì cái này liên quan đến kết nối không gian, tính không xác định trên đường đi. Một khi đường đi xảy ra sai sót, vậy thì ông ta sẽ tiêu luôn. Ông ta muốn Trung Quốc trực tiếp đưa vật tư lên sao hỏa, bởi vì có như vậy, cho dù nhiệm vụ thất bại thì Trung Quốc cũng là bên chịu trách nhiệm. Lúc này, ngay đến cả bản thân người Mỹ cũng không nghe tiếp được nữa. Mark bị vứt bỏ trên sao hỏa, lãnh đạo vì không dám mạo hiểm, cấm đội thám hiểm, không biết rõ tình hình trở lại đón anh ta. Nhưng chỉ huy mặt đất lén lút gửi mail cho đội thám hiểm, nói rõ nguyên văn sự việc cho họ nghe. Sau khi trầm mặc một lúc, các đồng đội tập hợp quyết định, chúng ta tự mình đi cứu. Họ tự ý thay đổi tham số vận hành của phi thuyền, thuận tiện nói cho truyền thông, lần này cả thế giới đều biết. Lãnh đạo không còn mặt mũi nào nữa, lại bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm sang cho chỉ huy. When this is over, I'll expect your resignation. Dưới sự giúp đỡ của Trung Quốc, vật tư thành công được đưa đến cho đội thám hiểm. Lúc này Mark chấm khoai tây vào bột vitamin, một mình đã sinh tồn được 461 ngày. Anh ta phải đi đến địa điểm phóng. Trên đường đi, anh ta lại lần nữa nhận được một tin xấu. Tốc độ của máy phóng không đủ. Cho dù Mark bay lên thì cũng không có cách nào kết nối được. Cách duy nhất chính là giảm trọng lượng cho máy phóng. Quần áo vũ trụ dự phòng ném bỏ, ghế ngồi dư thừa ném bỏ, nắp khoang cũng phải ném bỏ. Nhưng vẫn còn chưa đủ, họ tính thử còn phải ném bỏ mấy trăm kg nữa. Vậy còn có thể ném gì nữa? You want to send them into space under a tarp? Yes. Không sai, cơ hội sống duy nhất của Mark chính là ngồi lên máy phóng, gần như không có mùi bay lên không trung. Lực xung kích lớn trực tiếp khiến anh ta ngất đi. Dưới sự theo dõi của toàn thế giới, nguy cơ lớn nhất trong hành tinh trở về của Mark cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ thiếu chút nữa là thành công, máy phóng không đạt đến độ cao dự tính, còn thiếu 68 km nữa mà anh ta nhất định phải hợp lại với đội thám hiểm trong thời gian chỉ định đặc biệt, nếu không sẽ phải trở thành cái xác khô trôi nổi trong không trung. Lúc này đội thám hiểm đã đưa ra một quyết định cực kỳ mạo hiểm, họ dứt khoát cho nổ tung một khoang, dưới lực đẩy cực lớn của vụ nổ vẫn không đủ để phi thuyền nhanh chóng tiếp cận điểm kết nối, còn thiếu 200 mét ngắn ngủi nữa. Nhưng trong không trung, cho dù 1 mét cũng là khoảng cách của cái chết. Đội thám hiểm quyết định tháo bỏ dây an toàn, mạo hiểm không có lực kéo đi đón anh ta. Lúc này Mark tỉnh lại từ chối, bởi vì một người mạo hiểm luôn tốt hơn hai người. Anh ta làm ra một chuyện còn vô cùng nguy hiểm hơn so với đi bộ không có lực kéo. Quần áo vũ trụ rò rỉ áp suất để anh ta bay về phía đội thám hiểm 20 mét, 10 mét, 5 mét, chỉ kém 1 mét cuối cùng. Họ cọ sát vai rồi lướt qua nhau. Nhưng trong 461 ngày ở trên sao hỏa, Mark không hề từ bỏ. Bây giờ làm sao có thể từ bỏ được chứ? Anh ta đã thành công. Lúc này bộ phim kết thúc. The Martian không phải là câu chuyện chỉ kể về một người đã ngoan cường sinh tồn như thế nào trong tình thế không lối thoát. Cũng không chỉ là đang ca tụng khoa học, hơn cả là đang ca ngợi phẩm chất cao quý nhất của loài người, là lạc quan, là kiên cường, dũng cảm, là làm việc nghĩ không được chùn bước, cuối cùng là vĩnh viễn không được bỏ cuộc. Hi, fan của Tofu. Hiện tại, team Tofu mình đang thiếu nhân sự nên không thể sản xuất được nhiều phim cho các bạn xem. Các bạn hãy đón xem phim mới vào khung giờ từ 17 cho tới 21 giờ
vào các khung giờ khác thì team mình sẽ re-up lại cho fan mới. Mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ like, share và follow trang của Tofu để ủng hộ team mình nha.